Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được thiết kế theo phong cách hiện đại rất là đẹp. Nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 6m và chiều dài căn nhà mình lên đến gần 10m và được anh chị nhà đúc kiên cố, một trệt, một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình có 3 phòng ngủ master, cũng như mình có 4 nhà vệ sinh, phòng thờ, cũng như phòng giặt và sân thượng ở phía trước của căn nhà. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mình được làm bằng sắt, cũng như phía ngoài mặt tiền cũng được các chủ nhà ốp cho mình những cái mảng đá trang trí rất là đẹp, và những mảng trần được ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp. Và với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, và mình có con đường ở phía trước lên đến 10m, hai bên có vỉa hè, cây xanh rất là thoáng và rất là mát, cũng như khu nhà lầu đang xây dựng cũng như đã xây dựng xong hai đầu rồi, chỉ còn sót lại vài căn ở giữa thì đang xây dựng thôi. Và mình có một con đường rộng lên đến 10m, hai bên có vỉa hè và là con hẻm một sẹt, thuận tiện với hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp, và mình có một cái view ở phía trước căn nhà rất là thoáng và rất là mát. Và đặc biệt căn nhà mình là căn nhà hai mặt tiền trước và mặt tiền sau, với mặt tiền bên hông, cũng như thuận tiện đứng hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh. Đặc biệt của căn nhà mình thì nằm sát với lại công viên thuộc phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và chỉ cách công viên tầm khoảng độ chưa đến 50m. Với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại và đã được các chị chủ nhà tặng nội thất, thì quý khách mua căn nhà này và chỉ với giá 7 tỷ, hơn 7 tỷ một chút xíu, là quý khách có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp vừa mới được hoàn thiện xong và đã được các chị chủ nhà thiết kế full nội thất. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè khoảng độ hơn 3m để mình để xe gắn máy, và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một bộ cửa cuốn ở phía bên ngoài bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa 4 cánh bên trong được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly, và đặc biệt của bộ cửa này thì được anh chị thiết kế là cửa lùa 2 cánh và mở ra 2 cánh để gia đình mình có nhu cầu để xe hơi vào bên trong rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và đây là khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà. Với bề ngang căn nhà mình lên đến 6m và chiều dài căn nhà mình lên đến gần 10m, được các anh chị nhà thiết kế cho mình một bên mình có thể để xe hơi và một bên mình để làm phòng khách rất là rộng rãi. Và đặc biệt của căn nhà này thì phía sau mình sẽ có một cái cửa hậu ở cho nên mình có thể ra bên ngoài vui chơi và hóng mát. Với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường cũng được các anh chị nhà ốp mảng 3D trang trí, và những mảng tường được ốp gạch đá bóng kính 40-80 cao lên kín tường, rất là sạch sẽ. Và đây là khoảng sân sau cũng như là một cái nhà vệ sinh ở phía sau căn nhà. Căn nhà mình thì có cửa bên hông cho nên anh chị không có trừ cửa sổ để gió và ánh sáng. Với khu nhà lầu bên hông rất là đẹp và rất là đẳng cấp, với con hẻm bên hông thuận tiện với hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như đầu tư và mua cho thuê. Và chỉ với giá hơn 7 tỷ một chút xíu thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiện trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến đó hàng đi xem. Chỉ với giá 7 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng là khách hàng sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và đã được các chị nhà full nội thất tặng kèm này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng căn nhà, sẽ đến với không gian phòng khách. Thì cầu thang căn nhà mình được các chị nhà thiết kế với một đá hoa cương là đá màu trắng, và lan can thì được làm bằng sắt, cũng như tay vịn được làm bằng gỗ đỏ. Và di chuyển lên phía bên trên khu vực không gian phòng bếp căn nhà mình thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà được làm bằng chất liệu gỗ an cường. Với nội thất bên trong mình có máy đông đếm gạo, quạt hút,
cũng như bếp điện từ và bồn rửa chén bát cũng như kệ để chén bát, và có cửa sổ mở ra cái con hẻm bên hông rất là thoáng và rất là mát. Phía bên tay phải căn nhà mình sẽ có một cái bộ bàn ăn 6 ghế được các anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, và mình có kệ để tivi và tủ để mình trưng bày những cái chai rượu. Với căn nhà mình thì được các chị đóng cho mình có hai tủ, một cái tủ rượu ở dưới và cái tủ rượu ở phía bên trên tầng lửng của căn nhà, và chỉ với giá 7 tỷ 350 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhà sẽ liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Căn nhà nó có bề ngang lên đến 6m và chiều dài căn nhà mình lên đến gần 10m, và được các chị nhà thiết kế full nội thất rất là đẹp này. Với mỗi lầu mình chỉ có một phòng ngủ thôi cho nên rất là rộng, và mỗi phòng ngủ thì mình đều có một cái phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm. Đặc biệt các nhà mình thì mỗi lầu mình sẽ có một bộ bàn được các chị thiết kế nằm ngay cửa sổ cũng như là hành lang cầu thang để mình có thể ra bên ngoài vui chơi và hóng mát mỗi khi mình lên trên lầu. Với căn nhà được mở cửa sổ rất là thoáng và rất là mát. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong không gian phòng ngủ để chiêm ngưỡng về căn nhà được các chị thiết kế theo phòng ngủ master rất là đẹp này. Mỗi lầu mình có một phòng thôi nhưng nên rất là rộng. Phía trước thì mình sẽ có hai bộ cửa đi ra ban công để lấy gió và ánh sáng cũng như vui chơi và hóng mát. Và phòng ngủ của căn nhà thì rất là rộng nên được các chị thiết kế cho mình có giường rộng lên đến 2m và có tủ quần áo 4 cánh lớn, kệ để tivi. Hai bên thì mình có đóng thêm những cái kệ để mình có thể để sách cũng như những cái đồ lưu niệm của gia đình. Và đây là khu vực không gian phòng tắm xông hơi của căn nhà. Lầu 1 thì mình sẽ có một cái phòng tắm xông hơi, nhà vệ sinh, và lầu 2 thì mình có bồn tắm nằm. Bên trong thì mình có gương soi, gương cảm ứng và hệ thống lavabo bàn cầu được các chị ốp gạch cao lên kín tường rất là sạch sẽ và thoáng mát. Và chỉ với giá trên dưới 7 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp vừa mới được hoàn thiện xong. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Một căn nhà đã có sổ hồng hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên ông ngày. Một căn nhà mình sẽ có thêm một cái mặt hẻm ở bên hông của căn nhà để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát cũng như tiện ở và đầu tư cũng như mình mua cho thuê. Căn nhà rất là tuyệt vời. Với căn nhà được các anh chị thiết kế mở cửa ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và với căn nhà đang có hướng là hướng Tây, phù hợp với hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Thì các hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Một căn nhà nó có bề ngang lên đến 6m và bề sâu căn nhà lên đến gần 10m, và được cái chị thiết kế mỗi lầu có một phòng thôi cho nên là rất là rộng. Và quý khách hàng đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà có phòng ngủ rộng thì đây được xem như là căn nhà được các anh chị thiết kế để đáp ứng nhu cầu của gia đình. Và đây là khu vực không gian phòng vệ sinh có bồn tắm nằm và hệ thống lavabo bàn cầu cũng như vòi sân tắm, có cửa sổ mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Đây là không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Toàn bộ căn nhà mình thì đã được các chị nhà full nội thất tặng kèm. Khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị để lại hết cho khách hàng, và chỉ với giá 7 tỷ 300 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Một khu nhà lầu đồng bộ nằm trên một con đường rộng lên đến 10m, hai bên có vỉa hè, thuận tiện quý khách hàng mua ở và kinh doanh. Với khu nhà lầu này thì mới xây dựng hai đầu, và còn một số lô đất ở giữa thì cũng đang xây dựng sắp xong rồi. Và phía trước căn nhà mình sẽ là một cái hồ cá cho nên là mình có thể ra bên ngoài vui chơi hóng mát câu cá thì rất là tuyệt vời. Đặc biệt căn nhà mình thì nằm sát với lại trường học Huỳnh Văn Nghệ, trường học Lê Quý Đôn, thuận tiện để cho con em
theo học tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với khu nhà lầu được thiết kế rất là đẹp, xen lẫn với những khu biệt thự thuộc đường Phạm Văn Chiêu, thuộc phường 9 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là không gian phòng ngủ số 3 căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế có 3 phòng ngủ chính, tặng kèm full nội thất, có sân thượng ở phía trước và có nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp và chỉ với giá 7 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng, thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoàng đi xem. Rồi video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.